Nè giờ tới anh ảnh nè, ảnh nè, ảnh nè, nghe anh nói không? Ảnh nè, ảnh Gì vậy? nè, ảnh nè, nhìn đi, Đáng yêu thế. em đi mi mở, Nhầm người thế là chết dở nhá. em đi mi mở là anh đang hỏi em tên gì đó. Em tên gì á? Mọi người cứ gọi em là Anna đi. Anh chọn rừng hẹn nào mi tả, chọn rừng hẹn nào mi Gì vậy? tả nè, thì nó em đi mi mở là em tên là gì, xong rồi nó Em như là mở. em đi mi mở là bạn tên là gì, xong rồi nó là chọn rừng ảnh nam mì ta, có nghĩa là tôi tên là ảnh na đó, đúng rồi. Tỏ rừng ảnh nam mỹ ta. Trời ơi Ok. chết thầy, chết thầy. Gia đình không được ăn nhau à? Không, gia đình mình không được như vậy. Không ăn nhau, không ăn nhau. Rồi rồi mở cái stream lên nào, sao 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 lại nói chuyện giống bắt đầu nhỉ? Bình thường tôi biết nói một chút tiếng tiếng Hà Nội, một chút thôi. Nói. Anh nói đi cho mọi người nghe đi. Nói rồi nào, đây nói đây, nãy giờ đã nói tiếng Hà Nội này, còn mà muốn nghe tiếng miền Nam là vậy, tiếng miền Nam là vậy, còn muốn nghe tiếng tiếng kiểu tiếng trầm mà tiếng hả, người người chồng, người chồng hay là kiểu người tình mà hoàn hảo này. Ôi, em thích cái giọng này đấy. Không có nha. Cái giọng này là cái giọng mà kiểu như là đêm trăng, đêm thanh trăng vắng đúng không? đêm à, đúng Đó, rồi. kiểu như là lúc mà hả, nó trời hơi mưa mưa ở ngoài, mình bật nhạc, mình chill, mình đốt nến lên, mình hát Rồi. thì thầm vào tai nghe. Xong rồi có cái Đúng câu rồi. đấy. Mình Anh đặt mình chiều em quá các thứ ấy. không 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 mình không có nói, mình không có nói cái câu mà anh chiều em quá rồi anh hư phải không? Nhưng em thích là được. Không, mình không nói câu đó. Mình chỉ nói là anh 5 cm và có 1 phút thôi. Thì nó chạy đấy. Rồi chơi đi nha. Nè mi anh nè. Mọi người tin em không? Tin em. Anh lúc nào cũng tin em. Em biết mà. Đó. À, nghe nghe đồn anh nhậu dữ lắm đúng không? Đâu, anh lại nghe ở đâu rồi Biết như biết rồi. nhậu không? Biết một chút thôi. Đó đó, có trời ơi, trời ơi, trời ơi, chết chưa, chết chưa, chết chưa. Cái giọng Biết con bé biết một kìa. chút xíu thôi. Một chút xíu là mấy cớt. Một chút xíu ấy, chút xíu. Thôi bà Chút nội, má máu của bà nội là bia với rượu luôn rồi đó, chứ không là còn là máu nữa mà bà giả bộ. Cái Đi đợt nào anh ra Hà Nội là mình đi nhậu ngang. nhậu. Giật luôn. Mình đi nhậu xong mình nhậu nhau à, mình đi nhậu thôi, Nhậu mình thôi. nhậu thôi. Cứ vậy hoài thầy thầy líu lưỡi thầy lộn. Ủa lấy tê lê đi, tê lê đi Thôi, không trả lời đâu. thôi Em muốn viết thôi nó. thôi đừng giết nó, giết thầy đi. Ủa? Thôi Gì vậy? thôi Ngày ơi. quên Em. quên ngày, của em, của em, ngày quên của em. Ngài ơi, em còn trong này nha ngài. Ok. Mất chuyện tình tay ba, mất chuyện tình tay ba Em toàn thông thạo 7 thôi nhờn. Em có người thầy thông thạo 77 đây, 7 mũ 7 mũ 7. Tuyệt luôn, tuyệt luôn. Ok là Wow. Nhưng mà tem em mỏng nhỉ? không, Dưới hết. tim em mỏng, tim em mỏng đâu có bằng tâm hồn của thầy không 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 lại quên, nhầm nhầm miết. Mọi người sao á, thì cái thầy mọi người cũng biết rồi, thầy là lúc nào cũng là một người thầy chân chính, thầy dạy học Đúng rồi. đúng rồi, chứ thầy không có yêu đương nhăng nhít bậy bạ. Mọi người cứ sao cứ như thế nào ấy nhở, Người cái sao ấy nhở? mọi người cứ sao ấy nhở. Đang học, đang lên lớp, cứ yêu đương nhăng nhít là Yêu sao nhỉ? đương sao ấy nhở. Thầy phải cổ vũ tinh thần cho em. Ok. Phương ơi cố gắng, Phương ơi cố Yeah, gắng, yeah. Phương ơi. Ê bậy bậy, thầy cổ vũ em một hồi, nó vũ vô cái mỏ thầy.
thầy mà cổ vũ em, có một đứa xíu mới vũ vô cái mỏ này không được. Nó bảo giết nó kìa. Em xin lỗi nó rồi. Đó, con gái nhà người ta. Một rau, sáu con lính, không hụt con nào. Thì rồi đấy. Ừ, không hai con rồi ba con. Mới khen không sao. Mới khen thôi. Không sao, đứng y đi. Nó chuẩn bị nó ăn lính nè, quýnh nó. Đó, quýnh nó, thiêu đốt nó luôn. Thiêu đốt nó, quýnh nó, lá. Nó chết rồi. Chưa nâng kêu kìa. Quên, không sao. Lỗi. Không sao, Giang Ngọc, con gái Giang Ngọc là được tha thứ hết. Không sao. Rồi mà chúng mày ra. Về chứ, về làm gì, không có về. Không về, em giả vờ. Em giả vờ, nó đánh nó xong rồi kìa, nó quýnh quá trời rồi kìa. Không vào. Rồi. Giúp nó. Không cần vào. Có vừa mà, nó về được mà. Đợi, đánh nhau. Đúp cho nó, đúng rồi. Y nó luôn. Quýnh nó cái rồi, ơi. Không, chuẩn bị bánh ấy, chuẩn bị tự hình cái này. Nhan này lên 6 này, ăn con xe lên 6 tự hình cái này. Rờ, bắn cái này, chuẩn này. Cố lên Phương ơi. Bình tĩnh. Không sao. Chạy về. W lên. Ôi giời ơi. Nó không có mắt đâu. Đánh nó được. Không đủ tầm. Tay chưa đủ dài để bắt nó. Được. Không, lui đi. Ý. Hay quá. Nó có ăn mạng đó chứ. Không. Cho nó mạng đi. Thôi. Mình là người phụ nữ. Mình lấy mạng hỗ trợ không được ạ? Đúng rồi, okay. Trời ơi, con bé nó đã sinh mà nó còn biết điều nữa chứ nhờ. Chết thế nhờ. Giết con gấu. Ừ, giết con gấu. Con bé này xứng đáng làm người yêu thầy. À, xứng đáng làm học trò của thầy luôn đấy. Xứng đáng là học trò của thầy. Giết con gấu này, bắn con gấu này. Em bắn con gấu như bắn vào trái tim thầy này. Này. Đấy, ai da. À, không có ai da. Học trò của thầy giỏi quá. Học trò nha. Nhớ nha, học trò nha. Lô nè. Q E R W. Sao thầy kêu em làm gì, em muốn làm gì vậy? À ừ nhở, em quên. Phương ơi, là Phương. Em sai. Trời ơi, em sai. Đánh nhau luôn. Nói như vậy thì làm sao mà lỡ trách móc trách được. Đánh nó, ủa. À bắn. Ây. Lừa. Lừa rồi, giết con gấu này. Giết con gấu. Kêu con gấu, y con gấu, ăn con gấu, ăn luôn thầy, không, ăn con gấu thôi. Ăn gấu thôi. Ăn con gấu thôi, ăn cái kia mặn quá, không được. Biến về, ra mía nào, biến về. Ăn rồng à? Ây da, thầy lỡ miệng này, lỡ miệng hiệp ơi. Ê, giúp nó. Đây. Ok, W cho nó trước nha, W, E. Crotchy. Good job, my student. Trời ơi, mới nói good job. W. Ok, ra mít. À, biến về này. Xem máu. Ồ, rất là nhiều lính luôn, Phương ơi. Ok, Phương. Rồi. Em bị thích mua máu nhá, không hiểu sao. Em có thể mua 5 bình máu. Đúng rồi, tại em mất máu nhiều quá đấy. Nó cứ mất máu ấy. Đúng rồi, tháng nào cũng mất máu nên phải mua nhiều máu để bổ sung máu nhá. Bổ sung ngay. Hay là cần hiệp bổ sung cho không? Đấy, thầy đấy.
Em mất máu nãy giờ luôn á ngài. À, mất máu, trời ơi, em làm người ta mất máu rồi kìa. Trời ơi. Em bắn như vậy thì làm sao bắn vô được trái tim của thầy, à, bắn vô được trái tim của Hiệp. Thầy ơi, sao lại nẹ cái nhỏ. Bây giờ bởi vậy, bây giờ cuộc sống bây giờ em quăng cục thính. Em phải quăng thêm cục thịt nữa. Có miếng thịt thính nó mới dính. À, ờ. Em hiểu. Mày định lấy trụ á? À, thì ra mày chọn cái chết. Đúng rồi, mày định lấy trụ của ai? Mày định lấy trụ của Phương à? Dầu mà, ăn dầu mà. Quên rồi, ăn dầu này. Ăn dầu là bước đầu tiên, bước thứ hai là mình ăn. Ăn nhau. Con bé này, đừng có nói như vậy, thầy khoan làm. Đừng. Em thầy không thích. Nó, tụi nó đang chửi nhau rồi. Thầy không thích con gái chủ động đâu, con gái chủ động thầy sợ lắm. Thế hả? Thế thì để em vén lại chút nhá. Không phải, thầy sợ thầy ăn con gái chủ động chết đấy. Rồi, y nào. Không biến luôn. Thầy đeo kính nhìn mình ha. Đánh nhá. Tại hôm nay cái tóc nó hơi bị hãm. Tóc này nó mượt quá. Ok, đúng nhiều. Từ. Chạy được. Kêu nó lại nè. Ồ, con gấu kìa. Chạy được rồi. Ôi, dù nó kiểu gì là hết cách. Thiệt á, ai nhìn tôi sao cũng bảo tôi giống bottom vậy trời. Không bao giờ có cái chuyện gió xảy ra trong cuộc đời luôn á, mấy cha mấy mẹ, thiệt luôn á. Đuổi ai ấy? Là... À, mày đuổi ai ấy, như nào, mày đuổi ai? Mày đuổi anh em tao, mày đuổi ai, mày đuổi ôi phương của tao à? Mày láo à, bắn mày này. Đuổi anh em tao mà như nào? Đấy. Đấy. Em là tao. Kirito mà A đuổi không biết em A thật nè. À. Mọi người donate cho thầy nha. Ờ, link bên dưới nha. Trời ơi, đúng rồi, đúng là Na có thầy. Link thầy có để bên dưới rồi đó. Nhớ donate nha. Trời ơi. Biết nó. Mày định hát ai về? Mày định đánh ai của Na? Để anh em nào à? Có mỗi em versus anh nghèo bằng. Định đánh anh em chị à? Ôi thật, mày xài đồ hiệu không, mày bảo mày nghèo. Chỉ có anh mới nghèo thôi. Ngày mai đi chụp hình rồi này. Ngày mai đi chụp hình buổi chiều, chiều chắc tối. Tối về muộn cũng phải stream cho anh em. Ok chưa? Biết. 10 giờ. À ha, khô đấy. Ừ. Bây giờ chói thằng nào là QER luôn nha. Chói được là QER nha. Chói được một cái là QER. Bước ra cho chúng nó ạ. Ok, bước ra cho chúng nó. Phương bước ra cho chúng nó, có bước cho thầy không? Đấy. Ôi, không đủ rồi. Không ra thầy. Mày điên hả mày, mày lánh ai? Điên. Cái gì đấy? Tôi muốn ốm lắm luôn á, tôi muốn ốm mà kiểu ốm mà hả, slim rồi tập này nọ. Mà hả, mà cái phí mà thuê PT á, hơi bị cao. Rồi, hay quá. Yeah. Đúng là Phương có thầy, yeah. Phương là ở Hà Nội luôn đúng không? Ờ, vâng, nhưng mà bây giờ đang dịch thì em ở nhà cơ. Ở nhà là ở đâu, quê ở đâu nè? Ở thành phố Bắc Giang. Bắc Giang, ôi, cần đấy, không được đi đâu nhá. Vâng, đấy, thế mới ở nhà đó. Ở nhà không nhá, nhớ vệ sinh tay chân này nọ đầy đủ nhá. Nhắn với người nhà luôn. Nhớ mà. Bây giờ nói ngày mai dậy. Bây giờ ngủ ngày mai dậy. Sáng dậy nói với cả nhà là có ngày ren. Hỏi thăm sức khỏe cả nhà, bảo cả nhà cẩn thận.
Được chưa? Bảo cái nhà là đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi về nhà lúc lúc nào cũng rửa tay, bịt khẩu trang này nọ các thứ vào. Đeo hai cái khẩu trang, đừng đeo một cái. Đeo hai cái. Ok. Rồi rồi, rồi xoáy xoáy cái xoáy cái tai á, cái tai của cái khẩu trang á, xoáy lại cho nó khít cái mặt luôn. Đeo hai cái khẩu trang. Rồi xong nè. Nhớ nói với người nhà là hả, rửa tay này nọ rồi dùng xà phòng này nọ các thứ vô cẩn thận, kẻo làm nguy hại tới vợ thầy. Hiểu không? Ok thầy. Ờ, vợ tương lai của thầy. Rồi, nghe. Ok thầy. Bye Phương nghe. Bye bye thầy. Bye em.